Vâng, xin chào các bạn, mình là Thuận Quang. Hôm nay mình đã quay trở lại ở đây. Hôm nay mình là một ngày chủ nhật cuối tuần. Thì mình ở nhà thư giãn thôi. Và đang có thời gian rảnh thì mình đang lướt trên cái trang cái group Cộng đồng báo thúc kiếp Việt Nam. Thế thì hôm nay mình có thêm một bạn chia sẻ một cái bài viết rất là hay, một cái kinh nghiệm rất là hay này. Đây, bạn này bạn Tony Long, được ạ. Ok, hình như bạn này là đang giảng dạy AutoCAD, một cái bộ môn AutoCAD tại Hà Nội thì phải. Thì hôm nay mình thấy là bạn ấy chia sẻ một cái bài viết, đó là một cái thủ thuật, một cái mẹo về chuyển đổi từ PDF, từ cái file PDF sang cái file CAD, file DWG đây, các bạn có thể thấy ở đây. Thế thì mục đích là chuyển đổi file PDF đó là sang file DWG online mà không dùng bất kỳ một cái phần mềm thứ ba hỗ trợ nào mà cần phải cài đặt về. Đây, bạn ấy có nói là mình không hề thích những cái phần mềm khác nữa bởi vì nó phải cài đặt và dùng cây rất là nặng máy. Thế thì hôm nay mình thử test xem thử cái tính năng của hai cái phần mềm này như thế nào, được chưa? Hai cái xin lỗi các bạn, hai cái tính năng, tức là hai trang web site online này nó sẽ chuyển đổi giúp chúng ta như thế nào, được chưa? Kết quả sản phẩm ra sao? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng test thử nhé. Đấy. Ok. Bạn ấy cũng có nhắc lên là nếu bạn làm mà làm thành ok rồi có thể là lưu lại vào cái thanh trang dấu ấy, được chưa? Để các lần sau ta sử dụng. Thế thì mình nghĩ là chắc là các trang này nó sẽ có một cái kết quả rất là khả quan và rất là tốt cho chúng ta đây. Thế mình quyết định là làm cái video này. Rồi bây giờ mình sẽ mở CAD lên test luôn xem cái tính năng của hai cái trang online nó giúp chúng ta được những gì. Ok, chúng ta sẽ cùng chờ đợi nhé. Ok, mình bắt đầu đi. CAD phần mềm mình đang dùng đây là AutoCAD 2018. Thế thì cái phần mềm CAD này thì bản thân của nó nhé, bản thân của nó là đã cũng có cái tính năng là import file PDF vào. Đây các bạn có thể vào mục home và mục insert đây. Đấy, các bạn thấy không? Import PDF. Mình không rõ các phiên bản 2015, 16, 17 hay là các phiên bản thấp hơn nữa thì nó có hay không, nhưng mà cái 2018 mình đang dùng đây là có tính năng import PDF này. Đấy thì mình cũng hay dùng cái tính năng này đây. Thế thì mình thử dùng cả hai cách đi. Một cách là import bằng bản thân thì để cho bạn thấy luôn nếu bạn nào chưa biết. Còn ngoài ra thứ hai mình sẽ sử dụng hai cái trang online này. Hai cái trang này thì mình sẽ để ở dưới mô tả video, bạn nào có thể muốn làm thì làm theo được luôn. Ok, không nói nhiều nữa, vào luôn. Thì đây là hai cái file PDF mà mình đang làm với công việc mình mới xuất ra cái đây ít hôm rồi. Một cái mặt bằng nội thất chung cư. Đó, thì mình import cái file này vào. Thì tại đây mình vào CAD này mình sẽ dùng cách một trước, cái cách mà mình hay dùng. Trước đây mình đã tự test thử rồi. Import PDF này. Đấy, tại đây các bạn sẽ chọn đến cái thư mục mà nó chứa cái file PDF đó, bạn kích vào và chọn mở ra. Đấy, tại đây là cái bảng option trước khi bạn đưa vào trong CAD thôi. Size của nó là ISO 34297 này. Thì là scale 1/40 này. Một số tính năng khác. Sử dụng layer PDF này, chợ solid này. Ok, ở đây mình sẽ giữ nguyên đó, thì là scale là 1 này, góc xoay là 0. Nhấp ok. Đấy, và nó rất nhanh, nó load rất nhanh, chưa đầy một cái nháy mắt là đã load xong rồi. Chúng ta đã có được bản vẽ từ file PDF vào. Được kết quả ở đây mình sẽ quét qua đối tượng các bạn xem nhé. Cái khung tên bây giờ nó đang bị vỡ vụn ra thì không còn ở dạng gì. Không còn ở dạng block nữa, tức là nó ở dạng đối tượng thường thôi. Ban đầu là trước khi mình xuất PDF là nó ở dạng block. Các cái chữ nó đã một số chữ chắc nó không dịch được, nó biến thành ô vuông rồi. À, text này thì vẫn có này. Text này thì vẫn là text bình thường thôi. Mình sẽ bấm lệnh Ctrl 1 nhé. À, nó là mở text. Cái này là mở text này. Mở text đúng không ạ? Text dưới này. Mở text. Bạn nào mà biết đến text trong CAD thì mở text là một kiểu text rất là quen thuộc đúng không? Còn những đối tượng khác như thế nào? Đó là những cái đường line đúng không? Ok, khá là ngon lành đấy đúng không ạ? Các bạn import vào này nó tránh cái việc phải vẽ lại rất nhiều. Đấy, vẫn là polyline nhá. Polyline. Ồ, khá là ngon lành. Thử xem cái hack này như nào. Đấy, quen luôn. Đấy. À, có solid đây đúng không? Đấy, hack thì nó biến thành solid và nó sẽ bị vỡ ra. Ok, như vậy là kết quả này tương đối là ngon lành đấy chứ đúng không? Nét line này, dường những cái block thì nó sẽ bị phá ra. Không biết là trong cái phần option kia thì nó có tính năng là giữ block không, nhưng mà đây mình thấy nó bị phá rất là lẻ ra rồi. Đấy, và nếu bạn là muốn đóng lại block thôi thì cũng không phải vẽ lại. À, tính năng này rất là hay đúng không? Ok, đấy là cái kết quả của cái tính năng này.
Thế thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái trang online của các bạn kia bạn đã chia sẻ. Mình sẽ vào trang đầu tiên là getshorttool.com này. Trang thứ hai là convert.io.co này. Đây, hai trang này mình sẽ test thử luôn. Tại đây thì nó cho ông ta điều gì ạ? Miễn phí chuyển đổi file PDF sang DVFG online luôn, chuyển đổi online trực tuyến. Ở đây nó cho ông ta là đây là cái mục mà các bạn sẽ up cái file đó lên, file PDF nó lên tới 3 MB này. Và sau khi mà các bạn up lên đây xong, bạn đã nhấp có thể nhấp convert ở đây thì nó sẽ gửi cái file của các bạn vào cái email nha, gửi cái file DVFG chuyển đổi xong vào email của bạn, và các bạn sẽ phải nhập email ở đây, tức là làm bước 1 ở đây, làm bước 2 ở đây và bấm OK, thì sau đó các bạn vào mail các bạn check đó. Ngoài ra thì ở đây như mình nhớ bên mình đang thấy bên này gần như là nó bán cho ta phần mềm đấy, mục đích là kinh doanh đấy, 134 USD mua luôn 64 bit, 32 bit, 32 bit. Trước tiên thì mình chưa mua vội đúng không ạ, mình đang hơi nghèo nên là mình chỉ test thử tính năng online của nó xem thế nào trước. Ở đây nó có một số ghi chú là file đấy, 3 MB này, có thể convert hai file trên ngày, các bạn nhớ là duy nhất là hai file tầm khoảng 3 MB trở xuống trong một ngày thôi, không vượt quá được đấy. Và first to page này, file convert này, cái này con này bạn nào giỏi tiếng Anh dịch cho mình với. Ok, mình test luôn đi, browse này, vào desktop này, vào cái của mình là cái file lúc nãy như này, phong vẫn là phương án một nha, open. Mình đã tải file này lên, bây giờ mình nhập email của mình vào. Đây là email của mình, a@gmail.com. đấy, đồng ý điều khoản luôn, convert chờ nó nhé, được chưa? Ở đây nó đang chạy đây rồi. Được chưa? À, thank you. Đã thành công các bạn nhé. Đây là báo cái dòng xanh xanh này, thank you has been sent to email. Mình hơi gà tiếng Anh nhưng mà mình chắc đoán là nó đã cảm ơn mình đã sử dụng dịch vụ của họ và họ đã gửi cái file DVFG đến email của mình rồi. Vào check luôn Gmail. Ok, mình sẽ vào mail của mình, Gmail. Đang loát rồi. Đó, Ketsort Tool. Ở đây chắc là sẽ có link tải về thôi. Download link này. Đây là cái link file PDF là file mình tải lên này, file DVFG mình sẽ download cái link ở trên nhá. Mạng có vẻ hơi yếu ạ. Cái thời gian mấy ngày vừa rồi thì ông Trùm với ông ỉn ở Triều Tiên với ông Trùm ở Mỹ sang, có thể là mạng bị, có thể là thấy cái thông tin này là cá mập lại cắn mạng rồi, nên hơi yếu các bạn ạ. Ok, đây là cái file mình đã nhận được của bên phần mềm online, phương án 1 luôn, chuyển thành file két luôn. Dung lượng là 194 GB. Bây giờ mình sẽ mở nhá. Ok, đây là một cái file bản vẽ mình đã nhận được. Bạn đánh giá sao so với cái việc là mình đã chuyển chuyển trực tiếp bằng cái tính năng import của PDF? Các bạn thử so sánh được ngay, được chưa? Vẫn là netline này, Ctrl 1 lên để kiểm tra tính text này. Ok, mình đã nhận ra một số điểm khác biệt. Những cái text này đang bị lỗi này các bạn nhá. Nếu mà so sánh với cái cách số 1 truyền thống ở đây, các bạn thấy là gì? Bàn phấn, bàn làm việc đây, mình viết chữ này tiếng Việt vẫn còn ngon lành chán đúng không ạ? Sang cái phần mềm thứ hai này thì đã có hiện tượng chuyển sang chữ Latin rồi. Có thể là cái ngôn ngữ này nó chưa hỗ trợ tiếng Việt. Thế nên là những cái text nó khi nó gọi là nó convert ấy. Đấy, thì nó không không dịch ra từ tiếng Việt, nó bị lỗi. Đấy, mình nghĩ là như vậy. Ngoài ra thì các cái đối tượng này nó cũng không có gì thay đổi khác so với các cái đối tượng ở bên này cả, đúng không? Ở bên này nó là nét cung mà. Đấy, nét line này, ở bên này thì nó cũng tương tự như vậy. Nhưng ở đây là nó thành là đường SP line, không phải là nét P line. Ok, hơi khác một tí đây nhỉ. Đây là à đây là ARC, ở đây là SP line, nó là cong. Hai đường này là hai đường cong. Ôi, hai đường này chúng ta có thể chuyển đổi lẫn hóa lẫn nhau nên là không phải là vấn đề lắm, đúng không? Ok, vậy là mình đã cảm nhận được cái này. Đây là block này. Cái file này là file hack. À, nó giữ được hack cho chúng ta này. Bạn thấy không?
nó không còn phải là solid nữa. Bên này thì hack thì nó bị chuyển thành solid, nhưng mà kết quả này thì mình thấy là nó cũng không có gì gì phải đáng lo cả, đúng không? Ta vẫn có thể hack lại được, hoặc là sử dụng một cách nào đó dùng nó luôn cũng được. Kích thước đây, các đoạn lại này bị đứt hết. Ok, mình đánh giá tổng quan thì đánh tổng quan thì cái phần phần mềm này nó cũng cho ta một cái kết quả tương đối là tốt đấy, trừ cái tech nó bị lỗi thôi. Đấy, và một số đối tượng thì cũng thể chúng ta vẫn phải làm lại giống như cái phương án đầu tiên này, import này. Chúng ta phải làm lại block, làm lại màu layer thứ gì. Ở đây nó chuyển ra thành một layer hết. Đây. Một màu duy nhất thôi. Chúng ta vẫn phải chỉnh sửa. Bây giờ mình sẽ làm tiếp nhá. Làm tiếp cái phần mềm thứ hai mà bạn kia đưa cho mình. Chuyển đổi JPEG sang đấy game. Úi xù. Có làm mà pref sang DBFG. Kết này. Như ở đây nó không có chuyển là DBFG rồi. DXF ok, mình sẽ chuyển không phải JPEG nữa mà là PDF. Document đây, PDF đây mình sẽ chuyển là PDF sang sang cái gì? Ồ, nào, nó không có ấy à? Nó không có AutoCAD ở đây à? Sang vector đúng không? Không có đúng không các bạn? Ở đây mình tìm thấy là không có. Không có DWG rồi. Các bạn nhé. BHDR không có DWG gì cả. Cái này nó chuyển thì như đây chuyển cả video, tức là cái này hỗ trợ khá là nhiều đấy. Cái này cái phần mềm này mình chưa chưa biết dùng như nào à. Có import PDF sang chỉ có không có sang ấy các bạn ạ. DWG các bạn. Document này. Take ebook thử chuyển đổi sang Photoshop các bạn nhé, rồi chuyển sang PS này, PS nó phải là Photoshop không? Mình thử đi, chuyển đổi vào đây. Cái này thì nó không ra đuôi DWG các bạn, đây là mình dùng đúng lần đầu tiên luôn. Các bạn nào biết thì có thể comment dưới để mình thử lại sau này xem nào. Mình không tìm thấy là từ PDF sang DWG trong cái phần mềm này, ở trong cái trang online này. 70 KB đúng không? Mình chuyển nhé. Đơn chuyển này, convert này. Thử xem sao Photoshop. Máy mình đang cài luôn phần mềm Photoshop ở dưới này, mình mở luôn xem nó ra được kết quả như thế nào. Đây là convert yo.co đây, mình sẽ để link của hai cái trang web này ở bên dưới phần mô tả video, bạn nào có thể có thời gian để test kỹ hơn phần mềm cho mình. Đây là phần mềm mà lần đầu tiên mình sử dụng luôn. Ở đây nó đã finish, đã xong rồi đây, nó hiện ra cái chữ download cho ta. Mình sẽ tải luôn về. Tải luôn các bạn nha. Ok. Mình không biết là mở lên mở bằng cái gì đây. Mở bằng Photoshop à? Photoshop. Đây PS đây. Hy vọng là nó đúng đuôi, nó hiểu đúng đuôi. Ok. À chính xác, đúng không ạ? Nó chuyển thành một cái file mà có thể import được vào Photoshop, nhưng mà thực ra điều này nó cũng không có điều gì là ngạc nhiên lắm, bởi vì bản dĩ cái file PDF của ta có thể import trực tiếp vào Photoshop mà, đúng không? Đây mình phải kéo thả trực tiếp vào phần mềm Photoshop này. Đấy, nó cũng kết quả tương tự rồi nhỉ. Đấy, đây là file mình vừa kéo trực tiếp vào, bên này là cái file của họ online của họ. Thì cũng chuyển đổi sang Photoshop ra. Ok. Bị lỗi phone nhé các bạn nhé. Đây, cái phần mềm của họ sau khi chuyển đổi thì hình như cái phone nó cũng không hiểu được tiếng Việt. Nó cũng bị lỗi luôn.
còn cái file mà mình kéo trực tiếp vào thì nó chứa ra nó là một file PDF bình thường thì nó không qua quá quá trình chuyển hóa gì cả, kéo trực tiếp vào thì nó không bị lỗi phone. Ở trang này thì cái trang thứ hai mình vừa test cho các bạn thấy ở đây thì lại không thấy cái tính năng là chuyển đổi từ PDF sang DFG, nên mình cũng không so sánh được giống như hai cái chất lượng một kết quả vừa rồi. Có thể hay là mình tìm vội quá, mình nhìn nhanh quá, là thời gian trong một khoảng thời gian ngắn của video này mình chưa chưa tìm ra tính năng đấy. Nếu bạn nào mà thử lại thì có thể thử lại comment bên dưới video giúp mình nhé. Thế còn so sánh về cái kết quả của hai cái trường hợp, trường đầu tiên là import PDF này, trường hợp thứ hai là sử dụng một cái trang online. Thứ nhất trang này là trang ketsotsun.com đấy, thì mình có đánh giá tổng quan qua như khi nãy đúng chưa? Và nếu mà so sánh tổng quan chung lại hai phần mềm này thì mình vẫn thích cái import của bản thân của Cat hơn, không cần phải trang online. Ví dụ giả sử như trường hợp mà mất mạng đúng không, thì các bạn làm như nào Cat nó vẫn làm được cái điều đấy, và yêu cầu chỉ là các bạn phải sử dụng từ Cat 2018 trở lên. Ở đây mình dùng 2018 nhé, thì dùng được tính năng này thì kết quả nó cho ta ví dụ phone chữ này là hơn hẳn luôn. Đây bên này bị lỗi phone, các bạn phải gõ lại phone đúng không, còn layer thì nó chỉ là một layer thôi, các bạn sẽ phải chỉnh lại. Ok, tổng quan là như vậy. Thì video này cũng tương đối là dài rồi, thì hôm nay mình chủ nhật thì mình đây mình review lại cái một cái bài viết chia sẻ của bạn là bạn Tony Long này thôi. Thì rất là cảm ơn bạn, chúc bạn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và nếu như có những cái bài chia sẻ hay hơn nữa thì các bạn có thể chia sẻ lên trên cộng đồng để cùng anh em cùng tham khảo và tích lũy. Ok, cảm ơn bạn và cảm ơn tất cả bạn đã đón xem video này của mình. Nếu bạn thấy hay thì nhớ share và like cái video này cho mình nhé. Nếu bạn nào làm được thì hãy comment ở dưới video. Ok, xin chào và hẹn gặp.